Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm mướp đắng xào tỏi nhé. Nếu với những người ăn chay thì chúng ta có thể dùng mướp đắng xào tỏi, và mình làm cách này thì các bạn ăn sẽ không bị đắng một chút nào nhé. Là một bí quyết mà chúng ta có thể nấu món ăn mà mướp không bị đắng. Các bạn chuẩn bị cho mình 4 quả mướp này, nồi củ tỏi, muối, gia vị, dầu ăn thì mình sẽ nói sau. Trước tiên thì mình sẽ cắt cái phần mướp đắng đã nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái tô nước, à, một chậu nước nhé. Mình sẽ cho vào đây một ít muối, hòa tan cái hỗn hợp muối này trong nước. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái phần mướp đắng này đi. Các bạn cắt bỏ hai đầu cho mình và mình chẻ ra làm đôi nhé. Sau đó mình sẽ dùng cái thìa để mình moi hết cái phần ruột mướp đi. Nó đắng chủ yếu là cái phần ruột này các bạn nhé. Khi chọn mướp thì các bạn chọn mướp vừa tới tầm ăn nhé. Nếu mà bên trong ruột ấy, nó mà có màu đỏ, hạt nó chín ấy, thì nó sẽ càng đắng ấy. Hạt này mà nó thành màu đỏ là mướp nó già nhé, ăn sẽ không ngon. Khi bỏ hết xong phần ruột rồi, bây giờ mình sẽ thái ra các bạn nhé, sẽ thái tát ra để cho nó dài miếng các bạn. Thái không đừng nên thái nhỏ quá nhé. Ta lại cho luôn vào chậu nước muối này. Đây các bạn, khi mình đã thái xong rồi nhé, bây giờ mình sẽ đem đi rửa lại đi để mình sẽ bóp muối để cho nó bớt cái đắng của mướp ra muối nhé. Bây giờ các bạn cho mình thìa muối vào đây nhé. Mình trộn mướp với muối này để cho cái đắng ở trong mướp ấy nó sẽ ra, sau đó thì mình sẽ rửa đi. Các bạn ướp cho mình như này khoảng 20 phút nhé. Có muối vào thì nó sẽ ra cái nước đắng ở trong mướp ra. 20 phút sau mình sẽ quay trở lại để mình làm cái phần mướp này. Giờ tỏi mình sẽ bóc ra để đập dập ạ. Các bạn bóc cho mình tỏi này nhé. Tỏi to này thì mình chỉ cần dùng nửa củ thôi là được. Nếu tỏi bé thì các bạn sẽ cho mình một củ nhé. Tỏi tía này là tỏi Việt Nam, còn nếu mà cái tỏi trắng tinh các bạn lại mua ở bên ngoài là trắng tinh ấy, là tỏi của Trung Quốc các bạn ạ. Bây giờ mình có cái giống tỏi ta kiểu này to, đỡ phải mất công bóc nhiều. Mình rửa cái phần tỏi này ra. Tỏi các bạn sẽ đập dập ra cho mình nhé.
Đây các bạn, sau khi mình để được 20 phút đây nhá, cái phần nước của mướp đắng đấy ạ, nó có muối, nó đã ra cái vị đắng ra rồi đấy. Thì bây giờ mình sẽ bóp qua đi, mình rửa lại đi. Để các bạn xả cho mình khoảng 3 lần nước để cho nó hết cái muối này đi nhá. Để khi mình xào lên ấy, mình còn cho gia vị khác vào ấy, thì khi nó ăn thì nó không bị đắng và cũng không bị mặn quá nhá. Ra rất nhiều cái nước đắng này này. Bà mình hay ăn cái món này ấy, vì các bà thì thường hay là ăn chay ấy, niệm Phật vào những ngày rằm mùng 1 hay là 30, 14. Đấy thì là hay làm cái món này bà ăn. Bà chưa, bà xào bao nhiêu ăn cũng hết. Chỉ cần làm cách này thôi ạ. Đây các bạn, sau khi mình làm sạch rồi nhé, bây giờ mình sẽ cho lên chảo mình xào đi. Các bạn cho mình chảo dầu ăn lên bếp nhé. Rồi, mình sẽ cho cái phần cái dầu ăn nóng lên, tỏi vào. Khi cái phần tỏi thì mình có mùi thơm dậy nên là được nhé, không cần phải vàng. Thì tỏi đã thơm rồi, thì các bạn sẽ cho cái phần mướp đắng vào cho mình. Miền Bắc thì gọi là mướp đắng, miền Nam thì gọi là khổ qua nhé. Đều lên. Nếu các bạn mà ăn chay thì chúng ta sẽ cho một chút mắm chay nữa, hạt nêm chay hay là bột ngọt chay nhé. Dầu hào chay nữa chẳng hạn đấy. Còn đâu không có thì các bạn đơn giản các bạn cho một ít muối nữa là xong. Một ít hành lá thì các bạn chuẩn bị cho mình. Không cần xào với lửa to quá nhé, vì cái mướp này của mình ấy, nó không ra nước như những cái loại rau khác. Hôm nay món này thì mình chỉ xào với tỏi thôi. Nếu các bạn mà ăn với trứng ấy, thì chúng ta có thể đặt thêm trứng gà, trứng vịt và tùy theo nhé. Hoặc mình có thể xào với thịt bò, lợn đều được hết ạ. Các bạn kiểm tra nhé. Vì mướp mình đã ấy muối rồi cho nên là nhiều mướp ấy, không hẳn hoi là sẽ bị mặn ạ. Chút nữa mình cần cho thêm chút mắm nữa thôi là được ạ. Các bạn cho mình một chút hạt tiêu nhé. Một chút nước mắm nữa cho nó thơm đi ạ. Bạn nào ăn bột ngọt thì tắt bếp, các bạn có thể cho mình một thìa bột ngọt vào nhé. Còn không có thì chỉ cần đảo cho hành lá nó chín thôi. Và các bạn cho ra đĩa là được ạ. Đấy, như thế này là được rồi nhé. Mình cho ra đĩa là có thể thưởng thức ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình cái đĩa nhé, để mình cho cái phần này. Khi mình bỏ bớt cái phần đắng của mướp đi rồi các bạn ạ, nên là ăn cái này rất dễ ăn ạ. Những người mà ăn được hơi đắng đắng một chút mà ăn như thế này thì ngon hơn cả khi chúng ta xào lẫn với trứng ạ. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong nhé, là một đĩa mướp đắng xào trứng hay gọi là khổ qua xào trứng nhé, thơm ngon như thế này. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.